muối đường bột ngọt nước mắm kìa, đầy đủ cho có mẹ nuôi tuyệt vời chỉ quá. Cho nó lau chén lau đồ nhưng mà chị thấy là con nuôi này tuyệt vời không? Qua đây đi chị. Và chiều hôm nay thì các anh em có mặt tại phòng trọ của bé Hương, một cô bé Việt Kiều Campuchia, cô bác anh chị. Thấy phòng trọ, cô bác anh chị thấy phòng trọ nó có lạ, có đẹp đúng không? Chào Hương ha. Dạ. Nãy đi làm về mắc mưa, đúng không? Đem mic vô giùm anh với Hương. Xin chào Hương nha. Dạ. Chào em Hương nha. Chào chị Kiển. Chào chị Kiển. Ba chú luôn. Dạ. Ở đây là có cái cuốn sách của anh Trung kìa. Dạ. Học trình 1, gội đầu, uống tóc, cơ bản với nâng cao. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Dạ hả? Nay ăn cơm gì? Qua đây cái hả? Ăn ếch kho. Ếch kho xả. Đâu? Ếch kho hả chị? Dạ. Này má cho hay sao? Má nuôi cho hay sao? Em đi chợ em nấu. Nhiêu tiền? 20.000. Ôi trời ơi trời. Trái gì nấu 10.000. Dạ hả? Là 30. Dạ. Dạ. Khám xe đưa cho nó đưa con đi học ghé chợ luôn. Vậy sao mà chị làm sao mà trên mạng người ta nói chị quá trời vậy? Trời ơi, nó nói gì? Người ta nói gì đâu, có má. Dán được lại trên mà. À, đẹp ha. Có mấy chục ngàn bà, bốn mấy ngàn. Bà nói sao, có má nuôi gì đâu mà tốt quá trời luôn á. Ô, nhìn dán này thấy đẹp ha. Đẹp vào đó nó có hồn. Đẹp mà sạch sẽ luôn nè. Mà em khen nha, em khen bé Hương là giỏi chỗ này ha, cái bếp sạch bon luôn kìa. Dạ. À, lúc nào cũng lau nữa hả? Dạ. Vậy á, gái là vậy mới tuyệt vời. Cho nó là lau chén nè, đó khăn nào dơ thì lau vàng, lau ấy rồi. Nữ công gia chánh quá chứ bộ, kìa. Ở trên nó... đó muối đường bột ngọt nước mắm kìa. Đầy đủ cho có mẹ nuôi tuyệt vời chỉ quá. Chỉ cho nó lau chén lau đồ. Nhưng mà chị thấy là con nuôi này tuyệt vời không? Qua đây đi chị. Qua đây đi. Nó nậu tôi nó chuột dọc chân luôn nè. Vậy ha, vậy là cũng kỹ lưỡng ha. Dạ. Đúng rồi. Ở ngày là có con nuôi vui không? Bây giờ vui, bây giờ đi kiếm chỗ là phải gỡ luôn, ngày chủ nhật là được chỗ này là im rồi. À quên nữa, vấn đề cô bé bé đô la sao rồi chị? Gỡ bữa đầu thì miếu miếu, qua ngày sau thì lặng lặng thì chưa đi khỏi tới đâu hết là rồi đó. Gỡ tháng gỡ tháng nhiêu tiền? Ngày 50 tính tháng triệu rưỡi. Tháng triệu rưỡi. Hả? Ngày 50 triệu gửi là một tháng nó 30 ngày thì 1 triệu gửi. Đâu có đâu gì đâu. Đúng rồi. Tháng gửi luôn ngày chủ nhật hả? Dạ gửi luôn ngày chủ nhật á. Từ mấy chừng nào mà người ta nghỉ là người ta thông báo mình hay, mình ở nhà mình giữ một bữa vậy. Mấy giờ đến mấy giờ chị? 6 rưỡi tới 5 giờ. 5 giờ chiều. Dạ. Là cái điểm gửi gần đây không hả chị? Dạ gần. Mà chị phải chạy ngược xuống lại. Quay không cho. Thôi đi, chỗ gửi mà. Anh hỏi này nè, rồi dạ. Em học là em xin anh Trung đến 4 giờ về hay sao? Em học gần 5 giờ mới về. À có nghĩa là rước con luôn ha. Dạ. Rồi hai mẹ con ăn uống sao, nấu ăn sao? Kiểu như xong bài cuối, em học xong cái bài cuối là cỡ 4 rưỡi thì em được về, thì em về 4 rưỡi mà gần 5 giờ thì em về, em gắng làm cho xong, em học cho xong luôn rồi em về. Tại chạy xuống đó cũng có 10 phút mình mấy phút rồi. Chỗ rước bé ha. Dạ. Nãy vừa hồi lại đây là chạy cái chiếc xe của chị Kiện là má nuôi của bé Hương á. Thì hổng ngày là di chuyển mình cái chiếc xe của chị không à? Di chuyển xe chị đâu có xe đâu, chị không biết chạy xe số nè. À. Rồi xe đạp thì nó cao quá rồi bây giờ chạy chiếc xe lên xe số tay ga thì được mà xe số không biết chạy. Dạ. Sáng anh Kiện hỏi coi bé Hương có là bằng lái không? Không, nếu có bằng lái thì lấy xe anh Kiện chạy đi. Không có bằng lái. Rồi, có không? Không, mà không chạy. Cho nên là anh Kiện nó không có bằng lái không được, thôi chạy xe em vài bữa đi. Tính tới nếu mà nó chạy xe đạp được thì chị cho mượn xe đạp, mà xe đạp thì chở con nó kẹt cái giò không được. Rồi hai mẹ con ăn uống là ngày bao nhiêu gạo? Ngày hai lon. Hai lon hả? Dạ. Sáng lon chiều. Ông gà là mới ăn hai ngày thôi, ông gà ăn nhà chị. À, trời ơi. Vậy là có con nuôi hao gạo quá vậy? Nhà chị. À, thông tin với cô bác với anh chị ngày qua chị về quê là chị không có nấu đồ ăn. Ngày qua với ngày nay thôi chứ mấy ngày trước là lấy đồ ăn chị làm. Vậy là đâu có tốn tiền gì đâu, có má nuôi lời quá vậy. Ăn sáng chở đi ăn sáng, ở đây mấy ngày là đi học là chở đi ăn sáng mấy ngày. Rồi tự đi học là tự đi ăn sáng là bà má nuôi lo luôn. Đúng
hơn. Trời ơi trời. Rồi đi học qua nay là mai mốt nhận ba này làm con nuôi với. Đang khỏi tốn tiền ăn sáng. Khỏi tốn tiền ăn sáng. Quá ba. Nó la rồi. Làm sao? Chịu không? Đang nghĩ rồi, đang nghĩ rồi, có bảnh, có hướng bảnh, có gảnh không? Mà chịu bao phá đây là tao, chịu tính sao? Thông tin với lại cô bác anh chị là giỡn chơi thôi, nhưng mà như thế này. Hương. Dạ. Em biết vì sao anh lại đưa em về đây không? Dạ. Chắc không biết đúng không? Dạ. Thứ nhất á, đưa em về đây vì có về kiện nè, có má nuôi nè, lo lắng cho em. Thứ hai là về miền Tây thì cái cuộc sống nó cũng dễ dàng hơn ở Sài Gòn. Đối với những người chưa có việc làm ổn định như em. Dạ. Và thứ ba là khi mà em ở đây ổn định rồi thì em thỏa thẻ với ba mẹ của em. Từ từ em có công việc ổn định thì em về đây. Nên cái việc đó mà Bùi Hồ mới đưa Hương từ Sài Gòn về đây. Và khi mong rằng á, ba mẹ của em á, cũng như cô chú gì của em ở trên Sài Gòn á, thấy em ở đây có cuộc sống tốt như vậy, để từ từ bỏ cái sớm đó, không còn sống như ghe nữa, về đây mình bán cái số cũng được chị ha. Bán được. Rồi chị thấy buôn bán là xiên và được mà đừng có bệnh làm biến tao không được nha. Xiên và được á. Nhưng mà chị thấy bé Hương xiên không? Xiên hả? Kỹ lưỡng. Cái nó kỹ lưỡng, con cái là chưa biết quạt bát bên ngoài. Tại hồi đó giờ sống ở dưới xóm đó không mà. Cứ như gặp lại nhà chị thì mới mà gặp con chị với bạn có ngại nó ít nói thôi. À. Với lại hồi đó giờ là chị đi cũng, làm thôi. Chị cũng động viên nó, nói gì nè con lại nhà con tự nhiên đi. Nó nghĩ cũng như là em út mình thôi. Thì hỏi em học sao, hỏi thăm qua lại gì thôi. Từ từ làm quen hà. Về đây cái ngày gì. Chị nào thấy em mập lên là có kết quả. Mà cái ngày đưa đi học cũng mưa tầm tã luôn. Không, mưa tốt chị nha. Thì đó có nước là có tiền mà. Rồi mấy ngày nay có tối có đi với mẹ nuôi đi dạo phố rồi không? Đi được bữa, bữa con như chiều mưa gì sao đi? Trung đi bữa trung thu hả chị? Trước trung thu. Trước tôi trung thu. Rồi mua cho cái đàn trung thu. Nhìn thấy đồ làm hàng quá. Nhưng mà anh có lời khen em là gọn gàng sạch sẽ. Dạ. À, như má nuôi nói em thì chưa phải... có chỗ để đồ, em để trong cái gỗ thôi. Hoặc bán thêm tí xíu. Nó sau cửa. Ơi để đổi đồ vô sọt đó hả? Chưa có chỗ máng mà chị lại chị thiết kế cho nó máng trên gác kìa. Chỗ anh gác rộng có đường chỗ dây máng luôn. Đâu coi. Đó, thành ra là nó để xếp vô cái gỗ của chị. Để vô cái gỗ. Để trong cái sọt như vậy đó hả? Dạ. Hôm qua là mấy anh em là gặp có một cái bé kim chi là cũng ở trong cái sọt này. Kim chi đang coi nè, ngồi trong cái sọt hỏi tới. Bé kim chi ngồi trong cái sọt nè. Hỏi tới bắt mướt rồi. Dạ, Hương. Nói chung là mỗi cảnh mỗi khác nhau, nhưng mà tụi anh á đặt niềm tin vô em. Rồi đặt niềm tin vô em sẽ làm được nha. Dạ. Ừ. Rồi tối vậy có buồn bã gì không? Ngồi qua đây đi chị. Tối cái tối dậy ăn cơm rồi xong rồi cái em tranh thủ em quay clip em bán cái đó. Với lại em tương tác rồi cho người ta thấy được bài cái em đấy, người ta dễ tiếp cận hàng hơn. Em làm ấy xong rồi cũng 9 giờ mấy 10 giờ là em ngủ. Đến tháng sau đi, khi tròn trịa lên đi thì anh giới thiệu cho. Dạ. Chừng nào có kết quả thì mấy anh sẽ giới thiệu lên thì em sẽ bán được. Dạ. Đừng nói. Ở đây cuộc sống ở đây ổn ha? Ở đây yên tĩnh, thoải mái. Cho thuê là không phải đụng mai cũng cho thôi. Chẳng thà để phòng chấm. Dạ. Thông tin vô ra hoài à. Mà ta có nhà có cửa, ta mới về đi dọn đi. Sao mà hả chị, làm sao mà con gái nuôi mà tờ mới có mà 1-2 ngày mà lột xác như vậy? Hôm trước về thấy tàn bạ mà sao mà mấy ngày nay mà thấy lột xác. Gửi hình cho em với em gửi cho anh Đồng coi, anh Đồng nhìn không ra luôn. Về lúc đầu bơ khờ. Đúng rồi. Cô chú anh chị nói á là em răn đe bé tí xíu nữa. Dạ. Mà tại vì biết sao không, thì gian này cô ở với mẹ á, mẹ cưng chiều quá, thành nữ là hơi quậy tí xíu, nhưng mà mai mốt đi học với cô là bị đòn à. Ngoan rồi, đi học về thưa cô và thưa mẹ. Dạ hả? Dạ.
Hồi lúc nó đi học nó cũng ngoan nữa, tại mấy tháng nay nó ở nhà với em, đi chợ nhỏ chỗ dưới mưa quậy tả, nó đi kiếm trẻ chỗ gửi trẻ, mưa tầm tả luôn, mưa có bằng thố xả. Mình một tháng triệu gửi là tháng rồi có đóng tiền cuối tháng hay đầu tháng? Đầu tháng ngày nào cứ chiều rước là mình trả. Lý do là nó mới ta tại vì mới á, mới á là mình ngày nào mình rước mình trả 50 ngàn, chừng nào mình thấy mình gửi được á thì mình mới đóng tiền mình gửi luôn. Cô nói là gửi thử, nó không chịu á. Dạ. Chừng nào mình thấy gửi bé được á thì mình gửi luôn. Mình có thằng bạn trước là về khóc của bạn té đái luôn á. Còn tiền sinh hoạt không? Dạ cũng còn. Bao nhiêu? Không biết, trong bếp. Gửi ngân hàng nha, không có để tiền nhiều trong mình. Mấy triệu à? Mấy triệu rồi, mua đồ hết mấy triệu. Mua đồ hết triệu mấy. À, mua đồ là chị dẫn nó mới xong rẻ rồi, còn đồ. Cái này thì của chị tặng. À, hàng sale hả chị? Sale sập sàn đó hả? Cái này là mua dưới là có nhiều, có 100 mấy rồi, mà đồ. Chẳng đi từ chỗ luôn, mua 1 triệu mấy, 1 triệu có 30 ngàn một đống đồ. Thông tin với cô bác anh chị á, thấy đồ nhiều như vậy á, không phải là Hương xe xua mà cũng không phải là chị kiện thích cho Hương mặc như vậy, mà là tính chất đặc thù của công việc làm thẩm mỹ á, là bản thân của mình phải đẹp sạch, không những sạch mà phải còn phải đẹp nữa, nên là nữ là phải có đồ mặc với người ta. Mình chỉ nghèo ở nhà thôi chứ. Ôi trời ơi, tặng cho nó đó, đó. Đẹp mà là đi dẫn nó đi lựa phối hợp mấy áo ôm nè, là bỏ áo vô thùng. Mặc đẹp lắm. Nhưng mà cái dáng Hương mặc đồ đẹp. Chị nghĩ là tại vì con cháu nó mới về đây, nó không có tiền, không làm gì ra tiền. Chị đi dẫn chỗ đồ xe mua cho nó ngợi, mà người ta ở chợ người ta bận đâu phải người mua đâu. Lấy tiền coi cho anh coi còn được triệu mấy. Từ từ thì nó mặn có tiền đó, rồi nó muốn tự nó muốn. Để cô chú anh chị biết được để hỗ trợ. Này không phải là cá nhân, không phải là yêu cầu gì nha, nhưng mà để mình biết, để mình có hướng giúp đỡ nha cô bác anh chị. Ngồi xuống đây là giúp cho mình đang ngồi ra đây coi cho nè, chúng ta giấy số đó là của má nuôi cho hả? Dạ em còn 1 triệu 2 triệu 2 triệu rưỡi 2 triệu 8 đúng không? 2 triệu 8 mấy chục ngàn nó bà con rồi mua để vô sọt mà bà con. Còn 2 triệu 8 mấy chục ngàn vậy là được rồi, tới nó còn 28 triệu là ngon rồi. Nói gì chứ từ từ để cứ sống tiết kiệm. Dạ. Rồi khi nào cần mua, lúc này nó tốn tiền hơi nhiều. Dạ. Nhưng mà tại vì tiền hơi nhiều là tiền việc mà mua quần áo để mặc để đi á. Dạ. Làm á, nên là nữ là cô bác anh chị cũng thông cảm. Ở đây không phải là nói để mà binh ha, nhưng mà thật sự là cái công việc này nó đặc thù là nó như vậy. Chị nói là đâu là đó. Dạ. Là không bao giờ tiền của Mạnh Thường Quân cho là mình tôn trọng hay quý. Cần cái gì mình cần xài. Dạ, cái nào con cần có mới mua. Cần hả mua rồi chứ không có xài phí. Tại anh chị mà cũng cực khổ, nhín ra một chút cho con thôi đó. Nhưng mà ngày ăn có 50 ngàn là thấy giỏi rồi đúng không? Ngàn 50 hơn không? 50 ngàn là gửi, còn hàng này 50. 50 nó là 100. Coi như là bỏ ra 50 là 3 triệu. Nhưng mà bản thân mình tự quy định ra 50 hay là sao? Dạ, em tự quy định 50. Là em đi chợ đủ 50 thôi. Dạ. Dạ là ăn nguyên ngày. Chị tính với nó là sáng đưa con đi học đi rồi ghé chợ. Con muốn ăn gì đó thì con mua đồ ăn. Rồi sáng bước ra phải bắt đồ cơm đi, rồi về mua ra ngoài á, mua món gì thích á thì làm đồ ăn, có cái xô nhỏ gì nè, mua cái xô giữ đồ. Nhất chưa được nghỉ một tí em chạy về em ăn cơm. Dạ hả? Chạy không? Dạ có, chưa có chạy về ăn chứ cơm. Không có ăn cơm tiệm hả? Dạ không. Em đi sáng em đưa bé đi học xong cái em về em ghé chợ, cái em mua đồ về em nấu. Em nấu rồi em ăn xong rồi em đi học, tới 9 giờ mới vô. Chị hướng dẫn em đi rồi tới 12 giờ trưa cái em nghỉ em về em ăn cơm rồi xong rồi em lại đám học tiếp tới chiều về. Có không ngủ trưa hả? Dạ không. À, có nghĩa là thay vì mua hộp cơm ăn ở đó thì lại tốn thêm 20-30 ngàn nữa. Ờ, thì như là 20-30 đó là mình ăn được 2 buổi luôn. Hai ngày luôn rồi. 2 ngày luôn đó. Rồi. Vậy là giỏi đó. Là sáng chị điện về chú tính cho nó vậy đó, là chị chỉ cho nó đi chợ đi bố đi đưa con đi học. Ghé chợ mua đồ ăn tại vì 8 giờ mấy mình mới đi. Đó 8 mấy xuống dưới trước đặng mình dẹp dọn quét đồ với anh chị đồ tới 9 giờ mới ra là về. À, tụi anh có nhận xét như thế này nè, mấy anh em cũng ngồi uống cà phê thường nói với nhau là nhìn em nhanh nhẹn, dứt khoát và tỉ mỉ nữa, mới ngồi uống cà phê nói chuyện nhau à. Dạ. Và tụi anh tin rằng em sẽ làm được.
em sẽ học được anh Mộc Đồng với lại Út Đồng Tháp thấy như thế nào. Anh thì thấy Hương cái lúc mà ở tiệm á, Hương rất là hoạt bát, cố gắng tập luyện từng ly từng tí luôn. Thì đó là trong sự miệt mài thì của những người mà cố gắng, thì cũng như là cái công việc này thì nó cũng như là một mình em đó hiện giờ đó học nghề để mà cứu cả gia đình. Dạ. Hy vọng thì sau này một ngày nào đó thì em sẽ rước cha rước mẹ về trở về đây, sẽ có cuộc sống về sau nè nó hạnh phúc hơn. Dạ. Cái cảm nhận của em thì thấy đôi tay của Hương rất là khéo léo và nhanh nhẹn, nhưng mà cái công việc thì khá là mày mò luôn. Dạ. Miệt mài. Thì đó giờ đem làm cái gì ai cũng khen em là học hỏi nhanh chứ. Dạ. Chị cũng nói là bữa đó cúng thì chị cũng có giá, chị mới nói là gắng cố gắng đi con, có công mài sắt có ngày thành công. Không có thầy đố đố con làm nên, có thầy mới nên. Trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lợi lướt hết chị. Động viên nó gì chứ mới quyết nhau con tuần nay à, đúng một tuần luôn. Dạ, cái này đúng một tuần. Đúng một tuần luôn đó. Ủa, mới đây tuần rồi hả? Tuần 7 đúng không? Ôi trời, mau vậy. Em xuống là thứ 7 tuần rồi, hôm nay Chủ nhật. Ủa, đang tuần anh mới quên rồi thôi mày. Ôi em không ngờ, thiệt luôn, em cũng không cố để. Cái ngày mà tự nhiên, cái ngày mà đi mua chị... đồ đó là bây giờ chắc là tuần mau. Đúng rồi. Nên thành nữ là cái ngày mà bé Hương cúng tổ để mà học nghề á. Ồ, nói hôm nay, ủa, ngày tới nha. Điện cho chị Kiện nói chia sẻ một thứ viêm ngắn về lúc mà bé Hương học nghề á. Nên là nữ là có chị Kiện ở đây thì bùi hộ cũng khá là an tâm. Dạ. Có trách anh nói tụi anh tại sao không xuống không? Dạ không, biết anh có công chuyện bận mà. Sao ba chú ở đây thấy tình hình nó sao, im không? Đánh giá thì nhà trọ sạch sẽ, thoáng mát, siêng năng. Chịu thương chịu khó vậy là được rồi. Đúng. Mà cố gắng 6 tháng sau mau lắm nha, 6 tháng sau là có nghề, có 6 tháng sau tiền có tiền dạ. Rồi lúc khi em bước vô đặt chân vô cái phòng trọ thì cái cảm giác rất là dễ chịu, và cái phòng nó sạch sẽ, nó gọn gàng. Tại trước chưa, lúc mà chưa lại điện gọi á, chú Hồ điện á là kêu chưa tính trường phòng bển, mà tôi trong bụng tôi dự đoán là tôi cho nó phòng bên đây. Nó đâu có đâu đặng là sắp xếp khi mà ba mẹ nó có về đây chơi thì có chỗ nghỉ. Người ta thuê rồi mình đã được. Đúng rồi, cô Út rồi đó, về ghé thăm Hương cũng có chỗ nghỉ ở trên kia. Khi mẹ nó đi về đây ở, gia đình nó ở là cũng rộng rãi, nữa bốn người là cũng lên nữa. Rồi không, rồi mẹ sao rồi? Mẹ ba bệnh rồi sao? Rồi tình hình của mẹ có nhớ nhung gì không? Rồi cô Út sao? Có điện rồi, ngày nào cũng điện chứ anh. Vậy hả? Mẹ nói sao? Hỏi thăm này kia ăn uống đồ được không này kia rồi. Còn cô Út còn khóc không? Không, điện hoài à, tới tối là bỏ điện rồi nói điện chuyện. Điện cừu tấm tay em tét rồi. Đây hả? Nói bữa nào chừng nào mà rảnh rồi sắp xếp được thì đi về chơi, về thăm. Thôi nhưng mà không có cho về, ở đây luôn rồi. Không Út á, Út đi về. Út đi về ha. Út về đây á. Vậy được rồi, chứ họ đâu cho Hương quay lại ở đây luôn rồi. Ở đây lập nghiệp đây ra. An cư phải lập nghiệp. Đúng rồi, có mẹ nuôi đây, cái bên là tuyệt vời. Về trên đó, với lại trên đó đâu phải là quê hương xứ sở của mình đâu. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là muốn về quê cũng gần ở đây. Đúng đi rồi con, đây Tân Tiến đây cũng gần. Ủa hè. Về thăm quê đi mấy chục, mười mấy năm, hai chục năm rồi phải không? Ừ. Dạ lâu rồi. Về chuyện tao quên. Ủa chỉ có 2 ngày thôi, nhìn con nuôi của chị không nhìn không ra luôn. Ủa một tuần lễ anh Đồng hả? Em có từng rồi. Đó anh đi mua đồ đó. Rồi ăn ngủ gì được không? Dạ được. Có bà chị gì bà gửi thuốc bổ cho thì nó con, gửi cái món cái đó cũng cho được. Ngày nữa nè. À, thưa với cô bác với anh chị thì lý do là tình hình của Bùi Hồ cũng như là các anh em á đang hỗ trợ cũng khá là nhiều hoàn cảnh nên cái công việc nó cũng hơi cập gặp á. Thì mà không biết thì bé Hương em có tiện hay là chị Kiện đi. Chị Kiện tiện có nghe điện thoại để mà có gì với Mạnh Thường Quân á. Có liên hệ với em mà không được thì có thể liên hệ với chị để mà giúp đỡ cho bé, thì chị có chịu nhận lời không? Tại vì em học á, em không có bỏ điện thoại trong người. Đúng rồi, Hương thì không có điện thoại được. Thì bây giờ chị có thể đọc cái số điện thoại của chị để khi mà có Mạnh Thường Quân nào có muốn hỗ trợ Hương về cái vấn đề nào á. Ha. Rồi.
thì trong nước và ngoài nước thì có thể liên hệ với chị. Còn em thì cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cũng lâu lâu ghé một lần, ví dụ 5 ngày 7 ngày chứ không phải là trực tiếp như chị. Thì bây giờ chị có thể đọc lại cái đọc cái số điện thoại của mình lên cho kênh của ba anh em để có thể Mạnh Thường Quân biết, để có thể giúp đỡ cho Hương á, thì điện cho chị luôn ha. Số ha. Dạ. 035 035 703 703 9318 9318 chị dạ. Kiện ha. Chị Kiện. Dạ điện giờ nào cũng nghe máy đúng không? Điện giờ nào trực tiếp luôn. 12 giờ khuya nghe không? Suy nghĩ lại hả? Ngủ rồi. 035 035 dạ. 703 9318 703 9318. Đây là số điện thoại đúng rồi đó. Của chị Kiện để mà có, tại vì Hương không có nghe điện thoại được. Học không có nghe điện thoại được. Nên ảnh hưởng là đây là số của chị Kiện nghe điện thoại. Hương cô bác của chị nào có hỗ trợ thì có thể liên hệ với chị Kiện để cho nó dễ dàng hơn ha. Chứ đừng hỏi là Hương muốn có chồng không để mà làm mai hống gài cũng nhận mấy cuộc gọi hơi bị nhức đầu. Thì sao ta hỏi gì kia ta làm mai chị có chồng không? Dạ không. Từ từ ha, dạ, đúng không? Còn nhỏ còn trẻ mà. Còn trẻ mà để lo công ăn việc làm ổn định rồi mới tính Tết được. Cho dạ. Chuyện mình không có nói trước được chuyện gì. Dạ. Không có nói trước được, nó từ từ để dạ. Lo học ngày với con lớn thì thời gian rảnh chứ hả? Rồi bây giờ chắc thôi mẹ con để cho dành nghỉ ngơi cho em với lại dạ. Mẹ con cùng ăn cơm nữa. Dạ. Thì trước khi kết thúc đoạn clip này em có nói lời nào với lại quý Mạnh Thường Quân cũng như là anh Lê Quang Nhiêu ở chú Nhiêu ở Mỹ nè, rồi cô My ở Mỹ hỗ trợ cho em tiền học phí cũng như là tiền ở trọ này đó. Dạ. Con cũng gửi lời cảm ơn chú Nhiêu với lại cô My ở Mỹ đã giúp đỡ tiền học phí với lại tiền ăn ở của con. Và con kính gửi lời cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mẹ con. Cảm ơn anh Trung đã cũng hỗ trợ cho em học nghề nè. Dạ, rồi cảm ơn dì Kiện để giúp đỡ và thương con nữa. Dạ. Rồi vậy thôi ha, giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Rồi, tụi anh rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị. Chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Rồi bye bye. Dạ. Bye bye đô la. Đô la dạng rồi.